khởi khởi của hành tinh. Giữa không gian bất chợt của vũ trụ, một loại vật chất đặc biệt mang sự sống đã xuất hiện. Một hành tinh càng là ánh sáng được hình thành. Sáng trong nhà hát hình cầu diễn ra xuyên suốt từ mùng 1 đến hết tháng Giêng để du khách thưởng lãm. Hôm nay mình đi với hai đứa nhỏ để cho hình đó thay đổi không khí Tết á. Thì lần đầu tiên là mình tham gia cái chương trình này, ánh sáng này thì thấy cũng rất hoành tráng và tạo cho những bé nhỏ cảm giác như là thay đổi cái khung nhìn về ánh sáng. Một cái show trình diễn ánh sáng nghệ thuật về một cái hành tinh ánh sáng và một cái câu chuyện của các cái nguyên tố hình thành một cái hành tinh. Tại vì là Đầm Sen cần một chương trình mới để tạo nên một cái không khí và một cái điểm tham quan mới đến cho người dân thành phố.